Kính thưa toàn thể quý tín hữu tri thức, chủ đề của buổi pháp hội hôm nay đề cập đến triết lý về con heo. Chọn đề tài này là để như là sự chào mừng năm Đinh Hợi đã gần trở về với dân tộc Việt Nam. Bản chất của triết lý không phải là một sự hí đàm, mà là tìm ra minh triết ở trong đời sống. Ngôn ngữ của triết lý gắn liền với những sinh hoạt đời thường đôi lúc rất giản đơn, nhưng nội dung và giá trị của nó mang lại cho cuộc đời đó rất sâu sắc. Triết lý thường gắn liền với các ngụ ngôn, các ẩn dụ, các mô tả so sánh, vì sự mô tả thực đôi lúc không phản ánh đúng được bản chất thực tại sâu sắc có thể chứa đựng ở trong những cái rất bình thường. Khi nói đến triết lý về con heo là đề cập đến các phương diện và tầm nhìn từ những câu chuyện cổ tích và những câu chuyện trong kinh đề cập đến hình ảnh của con heo, để thông qua đó rút tỉa ra những bài học rất quan trọng cho đời sống an vui và hạnh phúc hàng ngày. Năm 2006, chúng tôi tham dự đại hội của Hội Liên hội Phật tử Thế giới. Sau khi đại hội kết thúc, cả đoàn được hướng dẫn tham quan công viên chó do Hòa Thượng Tinh Vân sáng kiến và thành lập. Núi Phật Quang Sơn chiếm một diện tích khá rộng, hàng trăm mẫu, và công viên làm hình ảnh các con chó đa dạng phong phú khác nhau đó, đã chiếm khoảng gần 10 mẫu. Hàng ngàn con chó đã được trưng bày: chó Tây, chó Tàu, chó cổ, chó hiện đại, chó nhiều màu sắc, nhiều vóc dáng, nhiều hình thù khác nhau. Nhìn vào cách thức biểu đạt sắc thái của các con chó đó, nó phản ánh được thái độ cung cấp ứng xử mà nhà Phật thường gọi là nghiệp. Tất cả các biểu hiện của nghiệp đều gắn liền với sắc thái của tâm. Tâm như thế nào thì sắc thái hành động thể hiện và tỷ lệ thuận như thế đó. Việc là một công viên mang hình thù của những con chó không có nghĩa là tôn vinh loài động vật, mà là một triết lý để người thưởng lãm có thể hình dung ra được những yếu tính về minh triết trong đời sống hàng ngày. Năm 2006 đã trôi qua, năm Đinh Hợi chỉ còn vài tuần nữa là đã bắt đầu đến. Hy vọng rằng Phật Quang Sơn Cao Hùng Đài Loan sẽ tiếp tục thay thế công viên chó thành một công viên heo. Dĩ nhiên chó gần gũi cuộc sống vì nó có những giá trị trung thành, bảo hộ, tạo an ninh, gần gũi với sinh hoạt của con người. Trong khi đó loài heo mặc dù cũng được liệt vào loài gia súc, nhưng gắn liền với chủ nghĩa ăn uống và tiêu thụ của con người, do đó giá trị của nó là không nhiều. Nhãn quan Phật giáo dạy chúng ta một cách thức nhận định, đánh giá, tiếp cận sự vật, tăng thêm giá trị của nó từ cái nhìn mang tính giá trị. Nói một cách khác là bản chất của sự vật hiện tượng không có giá trị cao hay là thấp. Cách thức nhận định, đánh giá và xử lý nó tạo ra các hệ giá trị khác nhau. Áp dụng công thức về tầm nhìn ảnh hưởng chiều sâu Phật học, chúng ta thử tìm những minh triết thông qua các câu chuyện mô tả về loài heo, một loài gắn bó với ăn uống hàng ngày của những người tại gia.
Trong 12 con giáp, Hợi là một con cuối cùng. Chuyện tích về con giáp này được kể như sau. Có một viên ngoại rất giàu có vợ từ lâu, sau nhiều lần nỗ lực với sự trợ giúp của các đông y sĩ, ấy thế mà đến tuổi 60 ông mới bắt đầu sanh được đứa con đầu lòng. Nỗi niềm hạnh phúc trào dâng chưa từng có, vì người Trung Hoa quan niệm rằng không có con nối dõi tông đường là một sự bất hiếu rất lớn. Và đặc biệt đó, sanh được đứa con trai được xem là nội, tức là nội tộc, thì chắc chắn rằng là cái giá trị truyền thừa đó sẽ làm cho ông ta có được nỗi niềm hạnh phúc ở cuối cuộc đời. Khi đứa con được tròn 1 tuổi, lễ sinh nhật đã được tổ chức một cách rất linh đình như là lễ thôi nôi. Trong dịp này ông đã mời họ hàng hai bên và tất cả những người thân quen trở về tham dự. Ngày hôm đó cũng có một vị đón tướng được mời. Nhà tiên tri đón tướng này nhìn vào hình thù vóc dáng của đứa bé và tuyên bố với gia đình cũng như là những người có mặt rằng đứa bé này có tướng phú quý giàu sang, vì trán rộng, mũi to, tai to, màu da rất là trắng và tướng rất là vạm vỡ, cho nên suốt cuộc đời sẽ sống trong ấm no và hạnh phúc. Lời đón tướng đó không phải là một cách thức ngoại giao để lấy lòng chủ nhân, mà là một sự phân tích về nhân tướng họ một cách rất khách quan. Họ hàng và những cử tọa có mặt đó đều rất hoan nghênh và thể hiện một tràng pháo tay chúc mừng viên ngoại giàu ở tuổi 60 đã có được một đứa con xứng đáng. 5 tháng trôi qua, đứa bé này lớn lên trong sung sướng, đi đưa về đón, mọi thứ đó có cha mẹ chăm nom, chỉ lo học và dẫn đến tình trạng ỷ lại rất lớn ở cha mẹ. Vì nghĩ rằng đứa con này có tướng đại phú quý, cho nên cha mẹ phải ứng xử cho ứng với lời tiên tri, tức là cho con ăn uống mặc đẹp và thỏa mãn tất cả những nguyện vọng như là đòi hỏi của nó. Sự nuông chiều quá đáng này dần dà đã làm cho cá tánh của đứa bé trở nên hư đốn, nó xài tiền như nước. 10 mấy năm trôi qua, vợ chồng của viên ngoại qua đời do một cơn đột biến về bệnh tật. Đứa bé trở thành người thừa kế tài sản kết ruột, và cũng với cái lời tiên tri của 10 mấy năm trước, cậu ta không nghĩ đến cách làm thế nào để giữ tài sản và phát huy những gì mình có. Thói quen ăn xài lớn đã làm tình trạng quả thực sơn băng đã diễn ra. Nhà cao cửa rộng từ từ bán dần, đến độ cậu ta không còn gì mà trở thành một kẻ ăn xin. Cuối cùng đã chết đói trong sự không biết đến của rất nhiều người thân mà trước đây đó đã từng van xin cầu khẩn lại lục để được sự trợ giúp của cậu ta, thì cậu ta đều quảnh mặt làm ngơ. Số âm phủ, cậu tuổi hệ này bắt đầu kiện với Diêm Vương. Diêm Vương đã dẫn cậu ta đến trình Ngọc Thố. Ngọc Thố rất ngạc nhiên, nhìn vào tướng trạng thấy rằng anh này là phú quý và tuổi thọ, tại sao là phải chết ở cái tuổi còn trẻ trung như thế này. Ngọc Thố đã triệu ông Táo đến hỏi xem trong suốt thời gian có mặt trên dương thế đó, cậu này đã làm cái nghiệp tổn phúc nào mà phải chết yểu. Ông Táo mới thưa trình: thưa Ngọc Hoàng, trong thời gian sống đó, dưới sự đùm bọc của cha và mẹ, cậu tuổi hợi này chỉ biết ăn ngủ lười biếng ỷ lại, và do đó là tiêu xài quá nhiều cái phước lộc của cha mẹ để lại. Sau khi cha mẹ qua đời,
lẽ ra cậu ta phải thức tỉnh ăn năn, nhưng thói quen đó đã làm cho cậu ta không thể nào bỏ được cái tật xấu, và cuối cùng dẫn đến chết đói, và do đó cái phước tướng phú quý không còn nữa. Ngọc Hoàng nghe tâu như vậy cảm thấy rất giận, ông ta mới phán cho Tào Tháo và các viên cai ngục: hãy cho cậu Tử Hệ này đào thai làm con heo ăn tạp. Thì lúc đó đó đang là vào cái thời điểm Ngọc Hoàng đang tuyển 12 sinh tiêu, tức là chọn 12 con vật tiêu biểu để thể hiện tính cách của con người ứng với cái nghệ thuật bói toán của người Trung Hoa cổ xưa. Thì trong chữ Hán á, cái từ ăn tạp với sinh tiêu phát âm na ná với da, cho nên là các viên quan văn theo lời phán của Ngọc Hoàng đã tưởng rằng là Ngọc Hoàng phán cho cậu Tử Hệ này vừa thành con heo ăn tạp và vừa làm kẻ sanh tiêu. Chính vì thế mà con heo đã trở thành một trong 12 con giáp. Câu chuyện dân gian của người Trung Hoa kể nói về cái tính cách ăn sung mặc sướng đó, như là cái phước quả của con người tồn tại trong khoảng một thời gian rất là có giới hạn. Bản chất của sự tiêu xài phước báo đó, nó đã dẫn đến thái độ khôn ngoan hay là si mê của từng con người. Chỉ như cái mô tả về nhân quả trong sự tiêu xài phước báo này đó, là một cái gì đó rất chuẩn xác với nhân quả được Đức Phật giảng dạy. Nguyên tắc của sự tiêu xài, tọa thực sơn băng, là một chân lý bất di bất dịch từ ngàn đời. Kế từ một gia tài phú quý, nếu không biết cách để làm cho nó được trưởng thành lớn, thì phước lộc đó nó sẽ phải bị tan nát hết do ăn xài như nước và không biết kiểm đức mà ra. Nhìn từ góc độ của nhà Phật, câu chuyện như muốn gửi gắm đến chúng ta một minh triết rằng bản chất của sự tiêu thụ làm cho con người trở nên khôn ngoan hay là si mê. Các phước tướng có thể có ở con người không phải là những giá trị cố định, nó thay đổi theo phước và thái độ hành vi của tâm. Có nhiều người chúng ta gặp cách đây chừng 10 năm, phước tướng rạng rỡ, tưởng chừng như là một người sống an vui hạnh phúc lâu dài, nhưng sự phung phí và phước không biết kiểm đức có thể làm cho tướng hảo đó trở nên bị sa sút. Và khi gặp mặt lại người đó, chúng ta không ngờ rằng đây là một người đẹp thuở nào của nhiều năm về trước. Tình trạng tiêu xài về phước báo có thể dẫn đến sự biến dạng về ngoại hình hay là sắc diện của người đó. Ngay cả các hàng chư thiên và đặc biệt là những vị thiên được tái sanh về cõi trời Phạm Thiên, sau khi tiêu xài phước báo quá lạm dụng, sẽ có năm tướng thể hiện rằng cái phước báo đó đến hồi cạn kiệt. Đó là cái hoa đẹp ở trên mão bị héo đi, chất mồ hôi bắt đầu rịn ra khắp toàn thân và có một mùi xú uế khó chịu, da nhăn tóc bạc và cái phong thái an nhiên hạnh phúc không còn nữa. Sự vất vả khó khăn, mọi phương tiện đáp ứng cho những nhu cầu vật thực đó trở nên khan hiếm, và nỗ lực làm một việc gì đó phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đến thành công, và hầu như đi đến đâu cũng bị người xa lắm do mối quan hệ keo bẩn về tình thân tình thương với những người khác. Trong khi đó xài không biết cách hạn chế về những nhu cầu vật thực của bản thân. Thì năm biểu hiện này đó như là một dấu chỉ cho thấy rằng là phước và đức ở người đó đã đến hồi không còn nữa. Thì những vị chư thiên ở cõi trời Phạm Thiên khi nhận rạng ra rằng là trên cơ thể của mình, trong đời sống của mình có một trong năm điều đó xuất hiện, thì phải ráng lo tu công đức để phước ngày càng được phục hồi và gia tăng. Còn bằng không đó, ỷ lại
vào nhân quả phước báo cũng như là những công đức mà mình đã gieo trồng trong đời hiện tại, dầu có thể kéo dài mấy mươi năm, nó vẫn đến lúc không còn gì cả. Sở dĩ có tình trạng như thế không phải vì nhân quả không chuẩn xác, mà là vì trong nhiều đời kiếp quá khứ, có những đời kiếp chúng ta làm những điều xấu, chẳng hạn như là trộm cắp, phá của, làm sự mất mát và hư hao, treo bẩn, tiết lẫn, không hề giúp đỡ người khác, mặc dù điều kiện và phương tiện của mình có thể giúp cho họ được an vui và hạnh phúc, nhưng mà quánh mặt làm gơ. Năng lực của các hành động tiêu cực và xấu này sẽ tác động và có cơ hội để trổ quả khi mà phước lực ở con người mới gieo trồng trong đời này hay là một hai đời sẽ bị thay thế nó một cách trọn vẹn. Do đó trong suốt thời gian chúng ta hưởng phước báo đó, thì phải nghĩ đến sự hết và không còn của nó. Có những tình huống con người lầm nhận sự vay mượn nhân quả như là một sự hưởng phước. Quanh năm suốt tháng chẳng làm gì, nhờ vào nhan sắc, nhờ vào phương tiện, nhờ vào anh chị em, nhờ vào cách giao tế, nhờ vào thái độ ngon ngọt, làm cho nhiều người có thiện cảm và giúp đỡ mình. Dĩ nhiên nó như là một phước lực về phương diện giao tế, nhưng bản chất của những sự giúp đỡ từ người khác đó, theo nhân quả là một sự vay mượn. Và do đó không khéo đó, kết cục của những sự vay mượn này sẽ làm cho người đó trở nên khốn đốn và nghèo khó nhiều hơn. Do đó cần phải lưu tâm về bản chất cũng như là đời sống, cần phải định hướng nó theo nghề nghiệp, để cho phước lực mỗi khi được gieo trồng thì ngày càng tăng trưởng và không bao giờ bị mất đi. Người Trung Hoa khắp nơi trên thế giới nổi tiếng là những người chuộng về tín ngưỡng và làm phước báo. Có lẽ dương là một kết quả tất yếu của nhân quả. Ở đâu những người Trung Hoa đều đóng vai trò rất quan trọng về vận mệnh kinh tế của đất nước đó, của thành phố đó, hay là của vùng miền đó. Phước tạo phước, đức tạo đức, cũng như nghiệp xấu tạo ra sự khốn đốn và hoạn nạn cho bản thân. Bản chất của nhân quả nó tự nó định đoạt mọi thứ diễn ra trong cuộc đời. Câu chuyện nói về xuất xứ của con heo và địa chi hệ gắn liền với cái tiến trình tiêu thụ phước báo một cách không thương tiếc, và tưởng rằng cái nguồn phước báo đó không bao giờ bị mất đi. Ngày hôm qua chúng tôi được mời giảng ở tại Lâm Đồng. Trên đường chúng tôi ghé tháp Bông Rua, một cái tháp nước rất đẹp mới được phát hiện và đầu tư trong vòng 6 năm trở lại đây. Thế nước đó trào xuất rất đặc biệt, thế núi đó tạo ra một cái cảnh rất là hữu tình, đường dốc, cây xanh, móng đá tạo ra một cái gì đó rất hài hòa về cảnh trí thiên nhiên. Mặc dầu cách Đà Lạt gần 50 cây số, lượng người và số du khách vẫn xuống đây hàng ngày, và đặc biệt vào những ngày cuối tuần. Khi chúng tôi đi ngang qua khỏi thác được vài cây số và nhìn thấy cái đập đã được xây dựng và sau này nó trở thành là thác nước Trị An, thì chúng tôi đã có ý định trong đầu rằng cái thác nước đó chỉ từng vài năm nữa nó sẽ không còn cơ hội để phục vụ cho các du khách hưởng hòa vào cảnh trí và cảnh đẹp của thiên nhiên. Dĩ nhiên có những người chủ trương về thiên nhiên và các ngành du lịch xanh sẽ có thể phê bình chỉ trích chính quyền địa phương đã không biết bảo quản những gia tài quý báu do thiên nhiên tạo ra. Nhưng nếu người ta làm một bài toán về phương diện kinh tế, cái giá trị thưởng ngoạn của du lịch tạo ra cho tỉnh này mỗi một năm chỉ khoảng chừng vài 3 tỷ đồng Việt Nam, trong khi đó cái nguồn kinh phí của thủy điện có thể mang lại vài 300 tỷ đồng lợi ích, chứ có thể lên đến vài ngàn tỷ.
giá trị kinh tế đã làm cho chính quyền địa phương phải có một sự lựa chọn. Chỉ chọn cái khoản lợi kinh tế thì phải bỏ đi cái giá trị và gia tài thiên nhiên ở tỉnh Lâm Đồng cũng có. Ở đây chúng tôi muốn đề cập đến hình ảnh của thác Bông Rua, không phải từ góc độ kinh tế mà từ cái góc độ đó, những giá trị lưu sức chúng ta tưởng chừng như thiên nhiên không bao giờ cùng tận với dòng thác đổ ngày và đêm vẫn có thể bị kết thúc và đóng cửa, vì cái nguồn nước đó đã được sử dụng như là một cái đập thủy điện vốn có thể tạo ra giá trị kinh tế nhiều hơn. Do đó tất cả mọi thứ phước và đức của con người không biết giữ đó, nó vẫn có thể bị mất và hết với thời gian năm sáng tiêu xài thiếu phương pháp của chúng ta. Một tình huống khác chúng ta có thể đúc kết ra từ bài học của câu chuyện này, rằng có những hạt giống về phước báo và nhân quả đó có thể chưa rổ sau thời gian chúng ta đầu tư có phương pháp với tất cả tâm lực. Trong những tình huống như vậy thì đừng bao giờ chán nản và thất vọng, vì chúng ta phải hiểu rằng một hạt giống phước báo được gieo, nếu chưa trổ quả đó, chúng ta có cơ hội để hưởng nó trong tương lai. Các hành động nhân quả trổ ra một cách tức khắc trong vòng một vài năm dưới tác động của lời cầu nguyện và cái năng lực mong mỏi của con người thông qua sự hỗ trợ của niềm tin tín ngưỡng và tôn giáo đó, có thể làm cho người đó thỏa mãn với những nhu cầu lớn. Nhưng bản chất của những sự thỏa mãn về nhân quả thông qua chất xúc tác của lời nguyện cầu đó sẽ làm cho phước và đức của nó trổ một cách nhanh chóng, và sau đó nó không còn cái gì tổng lại sau hành động này đã được thực hiện. Cho nên khi làm các việc làm lành mà phước và quả của nó dư đến đó, thì đừng bao giờ buồn nghĩ rằng nhân quả không có, vì làm mà chưa hưởng chúng ta sẽ còn giá trị của nó lâu và dài hơn. Trong các biến cố, sự hoạn nạn, áp bách trong cuộc đời đó, lời cầu nguyện hay là hồi hướng công đức như là một điều kiện cần thiết để cho các hạt giống đã gieo trồng trổ thành quả tốt trong một thời điểm mà chúng ta đang cần đến sự hỗ trợ của đó để vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Nên mặc dù nhân quả chưa trổ nhưng nó không bao giờ mất. Trong nhà Phật có sử dụng ba hình ảnh. Hình ảnh tượng trưng cho lòng tham, nhất là tham dục, thường được sánh ví với loài chim bồ câu, vì loài chim này hưởng thụ sắc dục rất mạnh và có thể cao nhất ở trong các loài loài có cánh, loài thú, loài hai chân. Sau khi đó con rắn được sử dụng như là một biểu hiện của lòng sân. Rắn cắn, rắn giết người, rắn mang độc tố, rắn truyền nhiễm, v.v. Và con heo được kinh điển nhà Phật sử dụng để biểu đạt cho sự si mê và thiếu sáng suốt về nhân quả, cũng như là cách thức làm cho đời sống được an vui và hạnh phúc. Hình ảnh của con heo được sử dụng trong kinh điển nhà Phật nó khác hoàn toàn với hình ảnh con heo ở trong 12 địa chi, rằng nó là biểu tượng của sự sung túc, cơm no áo ấm, không phải lo con những phiền muộn mà mọi thứ đó được sẵn sàng. Tiến trình của nhân quả diễn ra đối với cậu tuổi hệ và cái nghiệp làm con heo đó, nó liên hệ đến chủ nghĩa tiêu thụ của cậu ta. Khi còn sống suốt mười mấy năm trong vòng tay thương yêu và đùm bọc của mẹ và cha, anh ta đã ăn sung mặc sướng và hưởng thụ rất nhiều. Sau khi cha mẹ qua đời, toàn bộ gia tài sự nghiệp của cha mẹ đó đã được kế thừa và anh ta có cơ hội tiếp tục để hưởng thụ. Sau khi hóa kiếp khỏi con người, anh ta bị đào thai làm con heo để tiếp tục hưởng thụ với sự chăm sóc của người chăn nuôi, và anh ta phải trả một cái quả là bị giết thịt để phục vụ cho đời sống. Bản chất của nhân quả liên hệ đến tính cách, và nó có một sợi dây truyền thừa tạo ra một mẫu số chung, làm cho cái người ở trong đời trước và người được kế thừa hay là được quá thân ở đời sau đó có cùng một tính cách.
tính cách của sự hưởng thụ. Thế giới phương Tây ngày nay đó, các bậc đại gia đã bắt đầu có khuynh hướng làm phúc ở túi cuộc đời. Gia tài sự nghiệp của họ có thể rất giàu có, nhưng phần lớn đó, họ không di chúc cho con cháu. Vì sự di chúc cho con cháu có thể làm cho con cháu tổn phúc, như là một sự vay mượn vào tình thương của cha mẹ, và không nên người ở trong tương lai. Cho nên họ đã âm thầm làm các tờ di chúc ủng hộ cúng cho các trung tâm từ thiện, hay là các chương trình mang ý nghĩa phúc lợi xã hội, mà vốn giá trị cũng như là đồng tiền của những gì mà họ để lại có thể làm cho tổ chức đó phát huy được cái tiềm năng phục vụ xã hội ở mức độ cao nhất của nó. Từ phương diện này, những đứa con mong mỏi sự truyền thừa gia tài từ cha mẹ có thể rất thất vọng và khởi lên một tâm niệm oán hận cha mẹ của mình. Thì nếu như có được cơ hội thừa kế gia tài và sự nghiệp, có lẽ đời sống sẽ trở nên thuận lợi và ấm no dữ lắm. Đằng này phải bắt đầu bằng con số zero. Nhân quả trong lời di chúc đó đó rất tốt. Nếu cha và mẹ không di chúc cho con cháu mà di chúc cho các tổ chức an sinh xã hội đó, phát xuất từ một tâm niệm muốn giáo dục cho con em của mình trở nên thành công bằng mồ hôi nước mắt của bản thân, bằng sự khôn ngoan của khối óc, bằng những nỗ lực chánh mạng chánh nghiệp phù hợp với đời sống đạo đức và luật pháp xã hội, thì đó là một cửa ngõ để giúp cho con em của mình có được một nghệ thuật tạo ra sự thành công và phú quý như chính bản thân mình. Giáo dục Phật giáo thường dạy chúng ta những nghệ thuật để đạt được kết quả hơn là ban tặng thành quả đó cho một người nào đó. Cha mẹ thương con cháu không nên nuông chiều và chu cấp mọi thứ, những thứ như gì mà con cháu có thể cần. Kinh nghiệm cho thấy cha mẹ nào nuông chiều con em đó sẽ hư đốn về tánh tình và ý lại rất lớn. Cho nên mỗi một sự thất bại nho nhỏ có thể làm cho chúng tưởng tượng và cương điệu hóa nó như là sự động trời, sự tan nát, mất hết tất cả. Và như vậy sự nuôi chiều thương con cháu thiếu phương pháp có thể làm cho con cháu tổn phước báo trong đời này và phải gắn liền với một hệ lụy tha đọa về nhân tính cũng như là những giá trị mà chúng vốn có thể có. Ở đây chúng ta thấy cái hạnh phúc lớn nhất của viên ngoại giàu có là làm thế nào để có được một đứa con kế thừa gia tài và sự nghiệp. Khi đứa con được sanh ra rồi thì niềm hạnh phúc của ông ta đã bắt đầu được thực hiện. Cho nên mọi nỗ lực làm lụng dấn thân mấy mươi năm chỉ để phục vụ cho việc kế thừa đứa con. Nhưng ông ta lại không biết rằng làm như vậy là đẩy đứa con ông vào một cái cảnh giới là giảm tuổi thọ, vì sự ăn chơi sa đọa có thể tạo ra rất nhiều bệnh tật và cái chết đó phải diễn ra, mặc dầu tướng trạng của cậu ta có thể là tướng đại phú đại quý, nhưng tất cả những sự tổn phúc sẽ làm cho tướng này bị biến đi và hư hao rất nhiều. Như trong kinh Phật đã nói, ngay cả chư thiên có phước báo lớn gấp trăm ngàn lần so với con người ở hành tinh này, ấy thế mà sự tiêu xài thiếu phương pháp vẫn có thể làm cho họ trở nên nghèo khó và không đứng về sau. Hậu quả lớn nhất ở trong phương pháp giáo dục thiếu nghệ thuật và định hướng sự thành công ở con em trong câu chuyện này nằm ở chỗ đó, từ việc thương con mà làm cho con đào thai trở thành một loài heo. Do đó không phải hãy thương con là con nó sẽ thành công, phải thương có phương pháp. Bản chất của sự giáo dục là nằm ở chỗ uốn nắn cho người đó tự trưởng thành và vươn lên từ năng lực của bản thân, chứ phải là làm mọi thứ sẵn cho đứa đó. Chứ tôi có quen một gia đình Phật tử rất thuần thành, chồng là một bác sĩ có tên tuổi, vợ là một y tá. Gia đình này có ba đứa con. Ông bác sĩ là một người rất là năng nổ và có một phước lực mát tai, cho bệnh nhân uống bằng những loại thuốc rất đơn giản, ai uống cũng đều hết. Tiền thuốc, tiền thang và khám chữa bệnh ông ta lấy rất là bình dân. Cho nên
bệnh nhân đã đến khoảng chừng 4 giờ sáng là người ta đã xếp hàng, và ông phải làm cực lực cho đến 11 giờ khuya mà vẫn chưa có đủ thời giờ để nghỉ ngơi. Cho đến lúc nào ông ta nói nghỉ thì bệnh nhân mới ra về. Suốt thời gian làm thành công như vậy đó, thì gia đình trở nên rất là sung túc. Vợ bắt đầu bỏ cái ngành y tá và chỉ lo chân diện ăn mặc, tiêu xài tất cả những gì mà ông ta đã làm. Các đứa con đã ỷ lại vì được sự thương tưởng của người cha. Thông thường sau khi hoàn tất cái công việc khám chữa trị bệnh, để ra đối với rất nhiều bác sĩ là nghỉ ngơi. Ngược lại, vị bác sĩ này phải tiếp tục lau nhà, quét cửa, quét dọn, thậm chí là giặt quần áo cho con, vì ông ta rất là tiết kiệm, không muốn tiêu xài cái gì đó quan phí cho bản thân mình. Nhưng ngược lại, ông ta cảm thấy rất hạnh phúc khi người vợ và những đứa con tiêu xài một cách rất là không biết là thương tiếc. Kết quả là làm việc quá mức đã dẫn đến một cái chứng bệnh ung thư xương, nên ông ta đã qua đời vài năm sau đó. Kể từ khi ông qua đời như vậy là gia đình này bị suy sụp, và bây giờ người vợ và những đứa con đã lâm vào một cảnh rất là túng thiếu, đến độ bán luôn căn nhà mấy tầng do ông để lại rồi mua một căn chung cư. Nhưng mua một căn chung cư vào ngay một thời điểm giá thì cao, bây giờ muốn bán lại thì không ai mua, và nếu có mua thì mua với một cái giá rất thấp. Cho nên bà đã phải đành bán và cuối cùng lâm vào tình trạng đang ở thuê nhà người khác. Cái tình huống bị hư hao về phước lực dẫn đến cái tình trạng từ một người giàu sang trở thành một người trắng tay đó đã từng xảy ra ở khắp nơi trên thế giới này. Bản chất của sự tổn phước nó có thể được thể hiện ở trong những hoàn cảnh, chẳng hạn như là chiến tranh, binh biến, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần. Nói chung là những cái diễn ra ngoài ý muốn và sự định lực của con người. Và trong những cuộc thiên tai và biến động đó, phước của con người đó sẽ bắt đầu được thể hiện ở một mức độ từ cái rất sung túc trở thành hai bàn tay trắng. Cho nên sự tiêu xài phước mà không có nhận thức sẽ có thể dẫn đến những tình trạng khi chúng ta nhận thức ra đó thì cũng đã quá muộn màng lắm rồi. Cho nên cái câu chuyện này mặc dầu nó phản ánh cái quan niệm tín ngưỡng dân gian về sự xuất hiện của địa chi hệ ở trong thuật bói toán Trung Hoa, và các dữ liệu và hình ảnh mô tả trong câu chuyện này là hoàn toàn hư cấu, không có thật, nhưng nó cũng nói lên được về sự sai lầm trong giáo dục con cái và thương con cái để dẫn đến cái tình trạng tệ hại là đứa con thay vì sống một cách bình thường có thể đến mấy mươi tuổi, bây giờ trở thành chết yểu. Chết yểu xong rồi thì bị đầu thai làm con heo, và bản chất con heo chỉ để phục vụ ăn uống con người, và do đó sự được chăm sóc, tắm rửa, ăn uống đó nó không mang lại hạnh phúc thật sự. Hay nói một cách khác là nhà Phật quan niệm rằng bản chất của hạnh phúc đó, nó liên hệ đến thái độ dòng cảm xúc thông qua những gì con người có hoặc không có trong cuộc đời, chứ nó không bao giờ tỷ lệ thuận với những gì mà con người có về chiều hướng đầy đủ, như rất nhiều người đã chịu ảnh hưởng của nền văn hóa vật thực và chủ nghĩa duy vật hiện đại có thể lầm tưởng và hiểu một cách rất là sai lệch. Câu chuyện thứ hai chúng tôi muốn chia sẻ là câu chuyện về con heo tên là Monica, được trích ở trong chuyện bản sanh của dân học Bali, dân học Phật giáo. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn. Chuyện kể rằng trong thời của vị vua tên là Brahmadatta thì có một gia đình nông dân dành dụm lao động chân lấm tay bùn nhiều năm liền, cho nên đã mua được hai con bò đỏ lớn và nhỏ, và ông ta chăn nuôi một đàn heo. Theo truyền thống dân hóa cưới hỏi của người Ấn Độ ngày xưa cũng như là ngày nay, ai có con gái thì phải đi cưới chồng. Do đó họ rất sợ khi phải sanh ra một đứa con gái. Quan niệm về hôn nhân của người Ấn Độ khác hoàn toàn với Trung Hoa. Nếu người Trung Hoa Việt Nam quan niệm rằng ai sanh được 5 đứa con gái là ngũ long công chúa và gia đình đó là có phước báo, vì
gia đình nhà trai sẽ phải giúp đỡ về tài sản thông qua sự cưới hỏi, giúp cho gia đình này được thông thoáng và thoát được các ách tắc về kinh tế. Thì ngược lại, trong nền văn hóa cưới hỏi của người Ấn Độ, ai sanh ra 5 đứa con gái thì có nước là tán gia và bại sản, vì gia đình trai đòi hỏi của hồi môn rất cao. Nếu người trai đó có vai trò vị trí xã hội, bằng cấp, rồi đẹp trai, thuộc giai cấp cao đó, thì người ta đưa ra tiêu chuẩn rất rõ ở trong những tờ báo quảng cáo về hôn nhân, rằng tôi cần một người phụ nữ đẹp, chiều cao bao nhiêu, vóc dáng như thế nào, tiền lương, gia đình, thân thế, sự nghiệp, đính kèm với một bản tử vi chi tiết và 2 tấm ảnh passport và tấm ảnh toàn thân. Nếu ai đáp ứng được những nhu cầu đó thì hãy gỡ tài liệu về hộp thơ số mấy, vân vân. Thì nhà trai mới bắt đầu làm cái công việc so sánh và nghiên cứu trong tất cả những ứng cử viên làm vợ đó, xem ai là sáng giá nhất, đẹp nhất, điều kiện nhất và tuổi cũng như tấm tình đó, hợp với lại chú rể này, thì cuộc hôn nhân mới bắt đầu được diễn ra. Dĩ nhiên là khi chọn xong rồi đó thì người ta mới bắt đầu sính lễ, yêu cầu đàn gái phải trao trả một số tiền khá lớn. Cho nên đó, từ ngày xưa cũng như là ngày nay, người Ấn Độ nghèo khó đó có một thói quen rất xấu, một cái phong tục rất xấu, tức là khi biết được rằng đứa bé ở trong bụng là một đứa gái đó, thì người ta đã phá thai và làm bằng mọi cách để cho sảy thai được diễn ra, mà không đó, gia đình sẽ lâm vào cảnh khốn khó. Gia đình này có được một đứa con gái duy nhất, mặc dù cô ta rất đẹp và thông minh, nhưng việc làm cưới hỏi cho cô ta đó có thể làm cho gia đình này không còn gì cả. Vì thương con cho nên cha và mẹ phải bấm bụng mà làm. Họ đã nghĩ ra một kế sách, đó là làm thế nào chăm sóc một đàn heo thật kỹ lưỡng để ngày hôm đó đó có thực phẩm chiêu đãi cho họ hàng hai bên, và hai con bò này chu cấp sữa để cho sinh hoạt hàng ngày được diễn ra một cách tốt đẹp. Con bò đỏ êm đó, khi thấy gia chủ của nó đó chăm sóc con heo và đàn heo, tắm cho nó ăn uống bằng loại cháo quý và bằng một loại gạo rất thơm. Hai loại cháo và gạo này theo quan niệm chăn nuôi của người Ấn Độ cổ xưa đó, làm cho sự tăng trưởng về thể lực cũng như là khối lượng của con heo nó sẽ được nhanh chóng hơn. Để giống như những cách thức mà bây giờ người ta bỏ hóa chất kích thích tố vào trong các loại thực phẩm gia súc để cho con heo bị biến dạng, và các loại gia súc bị biến dạng về cấu trúc ADN để nó có thể được trở thành mồi và thịt cho con người ăn trong một thời gian ít hơn, mà cái thành quả kinh tế có thể đạt được cao hơn. Con bò em cảm thấy rất là ganh tị và tức tối. Nó tâm sự với con bò anh như thế này: này anh bò à, anh em mình đó, từ lúc có mặt trong gia đình này, từ sáng sớm cho đến chiều tối phải làm ruộng rất vất vả, ấy thế mà chủ nhà chỉ cho chúng ta đó cỏ, từ lúc cỏ khô được. Thân phận của mình thật là bạc bẽo, ông trời phạm thiên không biết tại sao tạo ra cái cảnh ngang trái và bất công như thế này. Con bò anh mới nói với bò em rằng: em ơi, đừng thấy vậy mà ham, em hãy thử nhìn và quan sát, lời của anh nói sẽ không bao giờ sai. Sở dĩ gia chủ chăm sóc đàn heo một cách chi li là bởi vì cái cuộc hôn nhân sẽ diễn ra trong vòng một vài tháng sắp tới. Đến ngày đó đó, mạng của con heo sẽ không còn nữa, và nó sẽ trở thành một cái món cà ri heo rất là đặc sản cho tất cả những người khách đến tham dự. Giữa cái sống còn và cái chết đó, em chọn cái nào? Con bò em đó, nghe nói như vậy cảm thấy đỡ buồn, thì có một phần gì đó an ủi. Đúng cái ngày lễ cưới được diễn ra, cả một đàn heo được làm thịt, và đúng theo lời dự đoán của con bò anh, cả đàn heo đã bị chết trong sự la hét thất thanh, nhưng mà chủ vẫn không bao giờ thương tiếc.
Đặt câu chuyện ngụ ngôn này ở trong bối cảnh văn hóa của người Ấn Độ, chúng ta thấy có một ý nghĩa rất hay. Người Ấn Độ xem loài bò và trâu như là thủy tổ của con người. Thủy tổ ở góc độ nó tạo ra sữa cho con người uống, và các sản phẩm như là loại thực phẩm quý ở Ấn Độ đó đều được sản xuất từ loài sữa. Cho nên từ xa xưa người Ấn Độ đã biết tôn vinh loài bò và thờ nó như là một con vật linh. Bò ngày nay có thể đi tứ tung ở trên các ngã phố, nó có thể nằm ở cái ngã tư đường, nó có thể phóng uế ở mọi nơi mà không ai được quyền đánh đập la rầy, vì động đến nó là bị luật pháp trừng trị. Mặc dù sanh ở trong một hoàn cảnh như vậy, ấy thế mà hai anh em bò đỏ, anh và em này, vẫn lâm vào cái hoàn cảnh đó là lao động cực nhọc từ 5 giờ sáng cho đến tối mà vẫn chưa được an thân. Cái biệt nghiệp và cộng nghiệp của mọi loài đó hoàn toàn khác nhau. Trong mọi loài lại cần có cái biệt nghiệp khác biệt nữa. Chúng ta thấy giữa một loài bò ở Ấn Độ và bò ở các quốc gia còn lại đó khác nhau ở cộng nghiệp. Đó là bò ở những nơi khác đó, phải làm rất vất vả, khi lớn và không còn đủ sức để lao động nữa thì người ta sẽ làm thịt nó. Trong khi đó bò ở Ấn Độ thì được tôn thờ, và khi nó chết đó, người ta sẽ làm lễ hỏa thiêu, sau đó thải xuống sông Hằng và cầu nguyện cho hương hồn của nó được siêu sanh thoát hóa trở về bên Phạm Thiên. Tức là nó được tôn vinh từ mọi hướng. Ấy thế mà vì gia đình này nghèo khó, muốn làm lễ hôn thú cho đứa con gái của mình, làm rạng danh họ tộc, cho nên đó, con bò này đã không được tôn vinh như bao nhiêu con bò khác ở trong truyền thống Ấn Độ giáo. Cho nên trong một cái cộng nghiệp tốt của loài bò tại Ấn Độ, hai con bò này lại có một cái biệt nghiệp, đó là phải lao động rất vất vả. Nhưng dù sao đi nữa nó vẫn còn duy trì được một cái cộng nghiệp, là nó được nuôi cho đến cuối cuộc đời, và khi chết đó, nó vẫn không bị làm thịt. Khi con bò em nhìn thấy cái cảnh các thực khách ở trong lễ hôn nhân ăn uống cà ri heo quá ngon lành, lòng nó cảm thấy rất hạnh phúc rằng sự nỗ lực chân lấm tay bùn thay cho chủ cài sâu cuốc bẩm, chuyên chở hành lý theo ý muốn của chủ đó, vẫn có một cái giá trị nhân quả thích ứng, đó là chúng được tôn trọng và có một tuổi thọ về mạng sống rất lớn. Câu chuyện này là một ngụ ngôn rất hay. Nó phản ánh khi mà con người thấy được cái giá trị đóng góp qua chủ nghĩa hành vi và sự dấn thân của mình ở trong các vai trò vị trí xã hội, thì lúc đó sự ganh tị bắt đầu được giải phóng. Còn heo em đó, cảm thấy rất ganh tị với đàn heo. Con bò heo, con bò em đó, ganh tị với đàn heo, để nghĩ rằng nó làm rất vất vả, chu cấp sữa và các sản phẩm từ sữa ấy, thế mà nó chỉ được ăn cỏ. Trong khi đó đàn heo thì được ăn cháo và một loại gạo rất là quý. Sự ganh tị này rất thường xảy ra trong các gia đình với tư cách là người anh, người em, người chị, vân vân. Khi chúng ta có được một cơ hội để phục vụ hiếu thảo cho cha mẹ đó, đó là một phước báo. Ấy thế mà nhiều người anh em đó đã phải tính toán thua đủ hơn thua với nhau trong việc làm thế nào để giảm bớt cái phần chu cấp về đời sống vật thực cho cha mẹ. Thay vì cha mẹ đã đến tuổi không còn sức lao động, bệnh tật bắt đầu phát sinh, sự chăm sóc của con cái cần phải có mặt, ấy thế mà những người anh em phải tính với nhau từng ly từng tí. Đứa thì ganh tị nói rằng tháng lương này được ít lắm, cho nên tôi chỉ có thể giúp cho cha mẹ được 50 ngàn. Đứa khác thì nói rằng là tôi bây giờ bị thất nghiệp cho nên không có 1 ngàn nào để giúp. Và cuối cùng cha mẹ phải sống trong sự gọi là tủi phận rằng suốt mấy mươi năm chu cấp cho con cái không bao giờ tính tháng tính ngày. Ấy thế mà khi con cái đó giúp đỡ, mặc dù có sự chia sẻ giữa các anh em mà vẫn tính toán nó nặng nó nhẹ, cái mặc cảm tâm lý đó đã làm cho rất nhiều cha mẹ đó cam phận đi ăn xin. Ở chùa Giác Ngộ chúng tôi cứ mỗi ngày rằm vào mùng một đó, có một ông già khoảng 70 tuổi hoài, tướng rất đẹp và rất sang, nhưng trở thành một người ăn xin. Cho đến
những cái ngày mà trước các chiến dịch bắt người đi lang thang vỉa hè mà chúng tôi biết được thì chúng tôi đều báo ông để ông ta trở về nhà mà sống, bằng không ông sẽ bị đưa vào các trại tập trung. Ông tâm sự rất đau lòng rằng tôi trước đây là một người rất thành công về kinh tế, nhưng mà tôi đã rất là tiếc rẻ với con cái, cho nên không giúp cho chúng một cái gì. Chúng đau khổ vì thấy tôi không thương nó. Bây giờ chúng thành công nhưng ứng xử giang hồ với tôi để trả cái món nợ xưa, vì mặc cảm và không muốn nhận những đồng tiền với những lời quyền rủa chửi bới, cho nên tôi thà đi ăn xin còn hơn là phải nhìn thấy cái cảnh khổ đau do chính những đứa con ruột của mình gây ra. Cái hoàn cảnh từ một người có phước báo trở thành một người tay trắng và ăn xin như vậy đó là như một lời cảnh báo cho những ai trong lúc giàu sang phú quý mà không biết và tiếp tục tạo phúc đó, thì khi hoàn cảnh và khốn khó và trái ngang xuất hiện đó, thì phước lực hết này sẽ dẫn đến một tình trạng mà sự ăn năn hối hận đó, vẫn chưa đủ sức để làm cho người đó có một cơ hội hồi đầu. Do đó sự ganh tị giữa những người thân với nhau có thể xuất hiện khi mà người đó chưa thấy được cái giá trị của lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ mình. Chứ nếu mình thấy được điều đó, nếu các anh em khác có ganh tị thì mình sẽ thấy rằng là mình có cơ hội để làm phúc, để tạo phước báo gấp 2, gấp 3 so với trong tình huống tất cả những người anh em đều biết làm việc đó. Quan niệm như vậy trong lúc làm phúc, làm hiếu kính cha mẹ, chúng ta sẽ có một trạng thái và thái độ tâm lý rất là an. Còn bằng không đó, làm mà chúng ta cảm thấy khó chịu, cứ đi sanh lạnh hơn và thua. Thì tương tự như vậy trong các vai trò xã hội, có những người làm công việc A vì chức năng và năng khiếu của họ không thể thích ứng với công việc B. Cũng đừng vì thế mà cảm thấy tủi phận hay là mặc cảm với cuộc đời rằng tôi làm những cái nghiệp, những cái nghề thấp kém. Bởi vì bản chất của lao động nào cũng ngang bằng, có giá trị như nhau, nếu lao động đó phát xuất từ chánh mạng và chánh nghiệp, phù hợp với đời sống đạo đức. Còn đồng lương, giá trị kinh tế đó có thể như là cái đối tượng hướng về của chủ nghĩa hữu nội và toàn cầu hóa trong thời hiện đại. Nhưng đối với những người Phật giáo đó, giàu sang phú quý thì càng tốt, vì mình sẽ có điều kiện sống an vui và làm nhiều phước báo. Nhưng nếu bất hạnh lâm vào cái cảnh khốn khó, cũng không có gì để làm cho mình trở thành một cái người mất đi hạnh phúc. Hạnh phúc hay không là nằm ở cái cách xử lý của tâm đối với các tình huống diễn ra thuận và nghịch trong đời sống của bản thân mình. Nội dung thứ hai chúng ta có thể đúc kết từ bài học câu chuyện này đó, tức là mạng sống quý báu hơn chủ nghĩa hưởng thụ. Đàn heo được chăm sóc từ ly từng tí là vì giá trị giao hoán của nó trong sự phục vụ các thực khách trong ngày lễ cưới, cho nên á người gia chủ đã phải nâng niu và cưng chiều nó. Còn đối với những người chăn nuôi khác á, sở dĩ phải chăm sóc heo cho ăn uống đầy đủ là để mong cho nó có được một trọng lượng, là thông qua sự buôn bán nó ở các cái chợ ẩm thực có thể tạo ra cái nguồn kinh phí và giá trị kinh tế cho gia đình. Cho nên sự chăm sóc đó là một sự trao đổi, bỏ một con tôm để lấy hàng loạt những tấn cá, tức là đầu tư để mang lại những giá trị lợi nhuận. Cho nên cái tình thương trong sự chăm sóc này là hoàn toàn không có gì cả. Trong khi đó đối với hai con bò, mặc dù chỉ cho ăn uống cỏ khô và nước bình thường, thậm chí là nước bùn, nhưng sự chăm sóc nó đó là không thể nào có thể bất kỳ một con vật nào có thể sánh bị được. Mặc dù chúng bị một cái biệt nghiệp xấu hơn các cái cộng nghiệp của loài bò khác được tôn thờ một cách tuyệt đối trong đất nước của Ấn Độ, nhưng nó vẫn còn quý hơn các loài động vật khác. Cho nên thông qua chủ nghĩa tiêu thụ, ăn ngon mặc đẹp xa xí và tiêu xài phước như nước, nó phải là những cái mà con người cần phải hướng về, bởi vì nó có thể dẫn đến chủ nghĩa yếu thọ và mang nhiều bệnh tật, dẫn đến cái chết và nhiều cái nối tiếp về sau. Thì chúng ta nên đặt nặng về cái đời sống có tuổi thọ,
với sức khỏe lành mạnh để có thể làm được rất nhiều việc cần làm trong cuộc đời. Có nhiều người không thấy được giá trị của tuổi thọ khi nhìn thấy có nhiều người lớn tuổi đó phải nằm bán thân bất tội, con cái người thân phải chăm sóc hàng ngày hàng giờ, sống cũng không được và chết cũng không xong. Như vậy bản chất của sự kéo dài đời sống đó không có giá trị gì. Câu hỏi đó đặt ra như là một vấn nạn và làm cho nhiều người không tin được giá trị phước báo của tuổi thọ. Bệnh tật là một cái nghiệp, nhất là bệnh đối với những người già. Cái nghiệp đó nếu không trả ở tuổi già thì cũng phải trả ở nhiều đời kiếp về sau, cho nên nó không liên hệ gì đến cái phước báo của tuổi thọ. Phước báo của tuổi thọ là gắn liền với tiến trình và đời sống ở trong sanh tử và luân hồi. Nếu một người nào đó sống 120 tuổi và một người vậy sống có 40 tuổi, như vậy là cả ba kiếp nhập lại mới bằng một kiếp của người này, thì cái phước lực đó chúng ta thấy nó hoàn toàn khác nhau. Người sống 120 tuổi đó nếu là một người có lương tâm và đạo đức thì chương trình, kế hoạch, dự án, các hành động, sự dấn thân, giá trị đóng góp người đó đó sẽ được truyền thừa và được ca tụng cho đến lúc nào người đó kết thúc đời sống trở về một thế giới khác thì thôi. Và thậm chí đó, cái ảnh hưởng một trăm mấy mươi năm đó sẽ làm cho người ta tôn vinh các giá trị đó trở thành những giá trị bất tử. Trong khi đó một người sống 40 tuổi, gia tài, sự nghiệp và những giá trị đóng góp người đó chưa đến cái thời nở rộ hoa trái, thì sự kết thúc mạng sống có thể làm cho cái tiến trình đó trở nên bị quên lãng. Như vậy người đó tái sinh ra một đời mới, nỗ lực ngay từ ban đầu. Sự nỗ lực đó nếu không gặp những thuận duyên đó thì nó có thể bị những ngã rẽ của những nghiệp đối ngập, đối lập chi phối, làm cho cái khuynh hướng của một cái con đường tốt trong quá khứ khó có thể được tiếp nối ở đời sống thứ hai và thứ ba. Cho nên có được tuổi thọ là một thứ ba. Và do đó phải tôn trọng tuổi thọ bằng cách đó, thể hiện lòng từ bi đối với các loài gia súc. Nếu ai ăn mặn thì đừng bao giờ tự tay mình thọc cổ, đâm bụng, giết chết bằng nhiều cái cảnh ngang trái và đau thương. Ăn uống mặn một cách gián tiếp á, mặc dù vẫn bị những cái nghiệp liên hệ đến bệnh tật, nhưng nó không trực tiếp ảnh hưởng đến cái nghiệp tuổi thọ của con người. Có người đặt ra một câu hỏi, nếu tất cả những người Phật tử đều ăn những loại thực phẩm, kiểu như là loài động vật đó, đã được làm sẵn, thì ai sẽ vào đây để gánh vác những tội lỗi do giết các loài động vật này gây ra? Câu trả lời đơn giản là ai có trí đó thì biết tạo phúc và hạn chế nghiệp xấu, còn ai không có trí đó thì làm giàu, thậm chí cũng chẳng giàu gì trong cái nghiệp mà dẫn đến sự sát hại các loài sanh linh, cho nên tổn thất so với cái được đó chẳng là bao. Và do đó cần phải thay thế những cái nghề nghiệp như vậy. Chúng ta thường thấy ở các ngôi chùa Bắc Tông, những người bán các loài chim đó, thường mời gọi các vị tu sĩ và người Phật tử phát lòng từ bi để thả mạng sống cho chúng. Và họ thường nói là hãy mua chim đi, phước báo và tuổi thọ lớn lắm. Chúng tôi thường gặp những người đó và khuyên rằng là hãy từ bỏ cái nghề buôn bán các loài thú và chim bị giam cầm, vì cái phước ở trong tình huống này chẳng là bao, mà cái nghiệp giam cầm các loài thú đó sẽ làm cho cuộc đời đó khốn đốn và lặng đặng từ kiếp này sang kiếp khác. Một trong những người buôn bán chim khi nghe chúng tôi nói điều đó đã trả lời một cách rất là thản nhiên: thưa thầy, nếu không có những người bán chim như tôi thì làm sao quý thầy và các Phật tử có được cái phước báo để phóng sanh? Lý luận đó rất có logic về phương diện ngôn ngữ, nhưng về phương diện nhân quả đó chúng ta thấy rất rõ: ai làm phúc đó, thì được đức, còn ai đó bán các loài chim trong sự giam cầm đó, sẽ bị tội nghiệp. Bởi vì nếu như họ không đặt hàng thì người nông thôn nghèo khó đâu có bẫy chim. Do đó trong một hành động bẫy và bán á, người mua phóng sanh được phước, người bẫy và bán á, sẽ bị tội. Do đó đừng sợ những người nói rằng là nếu không có việc đặt mua thì đâu có chim bị dân bẫy và bắt.
bản chất của nhân quả nó rõ ràng và nó lệ thuộc cũng như là tỷ lệ thuận hoàn toàn với tâm. Cho nên người Phật tử phóng sanh thì có phúc, nhưng người bán và bẫy sẽ bị tội, với điều kiện là khi phóng sanh nó phải là một sự tình cờ, đừng đặt hàng. Vì đặt hàng là gieo một nghiệp trực tiếp để cho nghiệp giam cầm đó được thực hiện. Khi đi đến đâu chúng ta thấy các loài thiên thú cá bị giam cầm, chúng ta khởi lên lòng từ bi và thả chúng, phước báo tăng trưởng rất nhiều lần. Và khi làm phóng sanh như vậy, đừng bao giờ mang chúng về chùa chờ tụng xong một thời kinh để quý thầy cầu nguyện gia trì thằng chú rồi mới thả. Làm như vậy thì nghiệp giam cầm nó sẽ kết nối với chúng ta, và cái quả xấu trong sự giam cầm từ cái thời điểm chúng ta mua dẫn đến cái thời điểm đem về chùa đó có thể làm ách tắc cho chúng ta ở trong nhiều công việc mà chúng ta nỗ lực. Do đó khi quý vị mua chim thì phóng sanh tại chỗ, không cần chú nguyện của các nhà sư, chỉ cần quý vị mở tâm từ bi và quán tưởng rằng mong cái phước báo mà mình có được làm cho các loài chim này khi thoát khỏi cái nghiệp giam cầm thì đừng bao giờ tái phạm sự giam cầm lần thứ hai, chúng có thể trở thành người. Khi chúng ta phát được như vậy đó thì cái hiệu lực và sự gia trì với hồi hướng công đức sẽ giúp cho các loài bị giam cầm đó ở một mức độ nhất định. Chúng tôi có quen biết một vị thường tọa có vai trò vị trí rất lớn trong xã hội hiện nay. Vị thường tọa này thường phát tâm phóng sanh chim và thú, thì đến đâu mà thấy có giam cầm là mua để phóng sanh liền. Tiền bạc thì không có bao nhiêu, bao nhiêu tiền do đàn na tính thí cúng ở trong phường Phước Sương thì vị thường tọa đi làm phước báo và công đức cả. Chúng tôi hỏi là thường tọa phóng sanh với mục đích gì, thì thường tọa nói rằng là kiếp này ít đồ đệ, có được một vài đệ tử xuất gia rồi cũng ra đi, một số thì ra đời, một số đi chỗ khác ở. Có lẽ là cái nghiệp không có đệ tử nhiều quá, cho nên cái sự nghiệp và giá trị đóng góp của bản thân đó không có một cái thế hệ kế thừa, cho nên giá trị đó bị giảm đi rất nhiều. Do đó mỗi khi phát tâm phóng sanh đó, thì tôi luôn luôn phát nguyện là các loài cầm thú khi thoát khỏi cái nghiệp giam cầm này trở thành con người và trở thành đồ đệ của tôi trong tương lai. Đó là cái cách mà tạo quyến thuộc từ bi, quyến thuộc công đức, quyến thuộc phước báo. Thì tin chắc rằng nếu các lời Phật này đó, cái nghiệp giam cầm nó đã hết đó, thì khi sanh ra làm người nó sẽ có một cái mối quan hệ thiện cảm, gần gũi, thân mật với vị thượng tọa này, nếu vị thượng tọa này tiếp tục tái sanh làm một vị hòa thượng trong tương lai. Thì nhân quả báo ứng đó chắc chắn có. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy đó, có những con chó đó gặp mình lần đầu nó không sủa, mặc dù nó làm công việc giữ nhà, vì nó biết rằng cái quan hệ ăn quán giang hồ giết chóc giữa nó và mình không có, cho nên nó tin tưởng một cách tuyệt đối và nó không sợ rằng mình là một kẻ đạo chích, do đó nó đến nó không sửa. Có nhiều vị xuất gia phát triển lòng từ bi tốt đó, thì đến một nơi lạ chó có thể sủa lúc đầu, nhưng vì đó chỉ cần khởi lòng từ bi quán tự một chút xíu thôi, dùng cái tay phẩy vài cái là con chó bắt đầu vẫy đuôi đón mừng vị xuất gia đó liền. Bởi vì cái hiệu ứng từ trường tâm linh, nhất là từ trường hành vi của lòng từ bi đó, nó thể hiện là phủ trùm rất lớn, làm cho các loài thú dữ đó đến gần mà vẫn không muốn tấn công để biến trở thành một mồi ngon. Cái tác động nhân quả trong tình huống này là có thật. Do đó chúng ta thấy là cái nghiệp tuổi thọ, nghiệp tuổi yểu liên hệ đến nhân quả của chúng ta về những hành vi phát xuất từ tâm của mình. Câu chuyện thứ ba chúng tôi muốn chia sẻ là câu chuyện Đức Phật cười mỉm chi với một con heo nhỏ. Một hôm nọ, Đức Phật và 1.200 năm vị tỳ kheo sau khi khất thực trở về, thì Ngài mới đi ngang qua một cái làng có nuôi rất nhiều heo. Dĩ nhiên là khi nhìn các đàn heo đó, Đức Phật không có một ý niệm gì cả, nhưng nhìn thấy một con heo nhỏ đang ủi ung út với một bụng sình lầy kế bên chân Ngài đó, Đức Phật mới cười. Và sau đó Ngài đi tìm một cái nơi gần bên ngồi xuống, yêu cầu hết tất cả các vị tỳ kheo hãy ngồi xuống để Ngài thuyết pháp. Có những bài pháp đó, nó thuộc về vô vấn tự thuyết, là không cần ai hỏi Ngài vẫn nói. Tại vì cái giá trị của những sự vật hiện tượng đang có mặt ở trước đó đó
nó làm cho ngài có một cái cảm hứng để giáo dục cho mọi người đó về những cái giá trị nhân quả khác nhau. Nhưng có những bài pháp đó, được người ta hỏi thì Đức Phật mới trả lời. Cái câu chuyện Đức Phật cười mỉm chi với con heo nhỏ này nó thuộc về là cái câu chuyện có nguồn gốc. Ngài A Nan cảm thấy rất ngạc nhiên, thưa Như Lai Thế Tôn rằng là không biết vì duyên cớ gì mà ngài cười mỉm chi với con heo nhỏ mà không cười mỉm chi với những con heo còn lại. Đức Phật mới kể rằng là trong một đời quá khứ xa xưa, con heo nhỏ này là một con gà mái sống cạnh một tu viện có rất nhiều nhà sư tu tập đúng chánh pháp. Con gà mái này khác với những con gà bình thường, cái mỗi buổi sáng á, nó quyết tâm gáy lên thật to để báo hiệu cho các nhà sư phải thức dậy đến thời công phu và bái sám, tức là nó làm cái công việc của đánh thức, mặc dầu bản chất gà mái là không gáy được. Lúc đó nếu có một nhà dạng vật học nào đó có mặt và sống trong cùng thời và có mặt xung quanh cái khu tu viện, nghe cái tiếng gà mái này gáy, có lẽ là anh ta hay là bà ta sẽ nghĩ rằng đây là một con gà mái bê đê. Vì gà mái đâu có gáy được, nhưng con gà này nó phát nguyện, nó gáy lên, mặc dù cái tiếng gáy của nó không ra một cái tiếng gáy của gà trống, nhưng mà nhờ cái tiếng gáy lạ lùng đó mà các nhà sư nghe là phải thức dậy đến công phu bái sám liền, cho nên nó phát nguyện một cách rất là tình cờ. Nhờ cái phước lực đó đó, sau khi hết cái thân gà mái này sẽ trở thành là một người rất là đẹp, đẹp nghiêng thùng đổ nước, và đã trở thành một công chúa tiên sa tên là U Bari. Công chúa này đã làm rất nhiều phước báo, cho nên nó càng làm phước báo thì càng được mọi người yêu mến, càng được nhiều người tán đồng. Đi tới đâu á, cái danh tiếng, cái tiếng thơm và sự tôn kính người ta dành cho công chúa càng gia tăng. Sau khi qua đời ở cái kiếp công chúa thì công chúa này đã sanh vào một cảnh trời thảm thiên, tức là hưởng phước báo gấp trăm ngàn lần, trải qua hàng ngàn năm ánh sáng như vậy, cái phước lực đó đã bị tiêu tán hết. Vì ở trên các cõi trời người ta ít làm phúc lắm, người ta hưởng không ạ. Nó giống như là nhiều người có công trạng với đất nước, quốc gia suốt mấy mươi năm thời trai tráng của mình, trở về già thì họ nói là đây cái thời cần phải hưởng thụ, bao nhiêu năm tháng cực khổ đã trôi qua rồi, bây giờ còn cực khổ làm gì nữa. Cho nên hưởng thụ, và chính sự hưởng thụ thiếu đi cái định, cái nhận thức về nhân quả và đời sau đó, có thể làm cho người đã mất phương hướng và sa đọa rất nhanh. Nhất là những người không tin có kiếp sau và không tin nhân quả là một sự tiếp nối. Công chúa trở thành một thiên nữ ở trên cõi trời Phạm Thiên đã rơi vào tình huống đó. Sau khi chết á, thì cô ta đã đào thai là một con heo, là con heo nhỏ. Con heo nhỏ này chúng ta thấy là nó bị đẻ, tức là lẽ là trong lúc mà bị mang thai đó, con heo mẹ không được gia chủ nó cho ăn uống được đầy đủ, cho nên sanh ra những con heo khác thì là to con lớn xác, còn nó bị đẻ, ăn uống cái gì nó cũng có vài ba ký à. Do vì bị đẻ đó cho nên là gia chủ đâu có chăm sóc nó một cách chi li, vì nó không có giá trị kinh tế, và do đó gia chủ phải thả cho nó đi tự tìm ăn. Nó phải ủi đất chỗ này, nó phải kiếm bùn một chỗ khác, nó phải tự nuôi lấy bản thân nó, rất vất vả ấy. Thế mà khi thì bị con gà ăn hiếp, khi bị con chó tấn công, khi bị con mèo chọc quê, tức là người ta không xem nó ra gì cả. Đức Phật nói bản chất của nhân quả không phải là một gì cố định, nó có thể thay đổi, dẫn đến tình trạng lên voi xuống chó rất dễ dàng. Từ một con gà mái trở thành một công chúa, từ một công chúa trở thành một tiên nữ đẹp tuyệt trần. Phước và vô phước, hai thế giống như đêm và ngày, bóng sáng và ánh tối. Và do đó nó là một cái gì đó buộc chúng ta phải tư duy, vì cái tiến trình nhân quả đó, nó có thể tạo ra một cái vòng luân chuyển. Ai ỷ lại đó có thể bị mất đi hết tất cả những giá trị công đức. Đức Phật đã phân tích rằng là cái con gà cái, con gà mái đó, sở dĩ nó có phước báo làm công chúa là bởi vì nó có dụng ý.
rằng là cái tiếng gái của nó rất dị hợm, nhưng như là một cái đồng hồ báo thức cho các nhà sư tu tập một cách tinh chuyên và đúng giờ. Do đó phước báo tỷ lệ thuận với cách thức chúng ta. Bằng công thức nhân quả này là con người giàu có thể nghèo khó, không có điều kiện phương tiện để làm từ thiện xã hội hay là bố thí và cúng dường, quý vị đừng có sợ hãi. Chỉ cần biết chia sẻ một cái đồng lương rất ít ỏi, lấy cái lá rất ít của bản thân mình để đùm cho cái lá rất tơi tả của người khác, thì phước và báo trong tình huống này nó vẫn lớn như là những người làm công tác từ thiện xã hội ở mức độ lớn và nhiều. Thậm chí không có một đồng xu dính túi, quý vị vẫn có thể làm phước báo và công đức bằng cách là tùy hỷ công đức và phước báo với những người khác đang làm. Sự tùy hỷ công đức được kinh điển nhà Phật sánh ví như là sự mồi đèn, nó ngày càng lớn và tăng trưởng. Và do đó muốn làm phước báo, chúng ta có thể mời gọi người khác thông qua cái uy tín và tư cách của bản thân. Mình trở thành cái trung tâm điểm để mời gọi những người khác làm công tác từ thiện. Đã đến lúc đó biết cách làm không cần tốn một đồng xu. Vậy đó, ai không có tiền vẫn có thể làm từ thiện. Những người nỗ lực như là một cái trung tâm điểm của từ thiện, vận động, kêu gọi thông qua cái uy tín và cái tư cách làm việc nghiêm túc của mình để cho người khác đóng góp vào, sau này cái quả phước báo rất to. Đã thường làm những vai trò rất quan trọng để tạo cái tình huống nhất hô ba ứng. Có nhiều người đó có cơ hội làm phước báo, có uy tín, ấy thế mà là không biết tận dụng. Ai kêu thì làm, ai mời gọi thì hưởng ứng, ai không mời đó thì làm im. Thì cơ hội phước báo sẽ bị mất đi qua năm tháng ngày giờ. Cho nên tận dụng cơ hội bằng cái chủ nghĩa dụng tâm chân chánh, ở đâu chúng ta vẫn có thể làm phước được. Thậm chí trong những năm tháng bận rộn với công việc, gia đình, chăm sóc con cái, người đó vẫn có thể làm phúc bằng cách quán tưởng là biết ai đi làm những công việc từ thiện, chẳng hạn như cứu trợ bão lụt ở miền Trung, cơn bão San San thứ 6, hoặc là cơn bão Dorian ở miền Nam đi không được, nhưng mà người đó gỡ một cái lời chia sẻ, cái đến đó quý vị nên gửi cái lời chúc phúc của tôi đến với tất cả mọi người, thì cách đó chúng ta vẫn gieo phúc được, không đi mà vẫn có phúc báo. Còn nghe ai đi đó thì mình có thể phát tâm đánh máy, hay là ra ngoài tiệm tốn có 5-3 ngàn đánh những cái câu Phật ngôn có giá trị chuyển hóa, có giá trị xây dựng cuộc đời của con người, đính kèm vào từng cái phần quà nho nhỏ, từng viên kẹo, từng cái bánh, từng gói mì gói, thì lúc đó chúng ta vẫn làm phước báo và công đức của tuệ giác. Bởi vì cái tặng phẩm bằng tuệ giác của Đức Phật đó, có giá trị rất trăm ngàn lần so với các tặng phẩm vật thực bình thường. Là những người Phật tử khi làm từ thiện và phước báo thì quý vị nên nhớ kèm các câu Phật ngôn, các quyển kinh, các câu chuyện dân gian của Phật giáo bây giờ bán khắp nơi với cái giá rất rẻ. Phương tiện băng giảng cũng lan tràn khắp mọi nơi và mọi chốn. Quý vị có thể đính kèm một cái băng giảng chỉ tốn vài ngàn đồng, hay là một đĩa CD, VCD chỉ tốn có 2.500 nếu mình có máy sang và tự làm lấy. Chúng ta có thể cứu một cuộc đời, cứu một con người. Vì đó biết cách tận dụng với một chủ nghĩa dụng tâm thì phước báo sẽ đến với chúng ta rất nhiều. Sự giảm phước báo nó thường liên hệ đến cái tính cách ỷ lại của con người, rằng tôi có phước, mặc sức mà ăn. Ai quan niệm như vậy là một sự sai lầm rất lớn. Tại lúc chúng ta đang vay mượn chứ không phải là đang hưởng phúc. Sự vay mượn giống như là một cái cục đá mài dao. Uy tín, nhan sắc, các phương tiện, điều kiện của mình đó, có thể làm cho người khác cho mình vay một cách rất dễ dàng mà không có một phần lãi nào. Sự cho một người khác như một con dao, mài qua mà lại thì con dao đó bén và có những cái chức dụng để cắt xén. Trong khi đó cục đá mài của chúng ta ngày càng mòn. Phước báo nó cũng diễn ra theo một cách thế tương tự như vậy. Từ ngàn xưa trong nền văn hóa Trung Hoa, người ta đã nghĩ con heo đó là một cái nơi chứa đựng và nó tượng trưng cho sự phong phú và giàu sang. Cho nên người ta đã làm ra những con heo đất. Ở xã Bình Thuận 2
người ta đã thành lập ra một cái câu lạc bộ sản xuất các loài heo đất này. Một ngày như vậy đó họ có thể làm 40.000 con và bán cho các tỉnh miền Nam, miền Tây của Việt Nam, đặc biệt là Long An, Cần Thơ và các tỉnh xa xôi nhất. Bởi vì những vùng thôn quê nghèo khó đó, tiền bạc không có nhiều, cho nên ta phải chắt móc bằng cách là bỏ ống heo. Bây giờ mặc dầu đã có các ngân hàng với tiền lãi ấy, thế mà người ta vẫn không làm được, bởi vì ngân hàng nó đòi hỏi đến lãi suất định kỳ, còn lãi suất không định kỳ đó, thì tiền chẳng bao nhiêu. Và lãi suất muốn cao đó, thì vốn đầu tư phải lớn. Trong khi đó bỏ ống heo đó 1,000, 2,000, 500, 200 vẫn có thể tạo ra những giá trị, mua cho mình được một bộ đồ mới vào một cái dịp Tết. Cho nên cái văn hóa bỏ ống heo đó là một cái gì đó, nếu nhìn từ góc độ nhân quả và phước báo của nhà Phật, là một điều rất nên. Ở các ngôi chùa hải ngoại, đặc biệt là những ngôi chùa Việt Nam, đã có những chương trình bỏ ống heo rất hay. Các nhà sư đó đã đề nghị là những người Phật tử đó tiết kiệm phước bằng cách đó là mỗi một ngày đi chợ, cái tiền bạc cắt còn lại đó là hãy bỏ một cái ống heo, và ống heo đó để là cái quỹ xây dựng cái chùa mà mình đang đi. Cứ mỗi một năm như vậy đó là nhà sư sẽ đi thu gom các ống heo này, khui các ống heo đó ra thì có một cái khoản tiền khá lớn. Sư bà chủ trì chùa Đức Viên là người đầu tiên đã làm cái chương trình đó. Cách đây khoảng mười mấy năm, chúng tôi nghe bà trả lời phỏng vấn trên đài BBC, làm thế nào để cắt một ngôi chùa rất là trang nghiêm hoành tráng lớn nhất ở bang California. Thì bà trả lời rất đơn giản là tôi phải đi móc ve chai và vận động các Phật tử móc ve chai để xây dựng chùa. Từ cái ý niệm móc ve chai, ví dụ như là cái lon bia thay vì vứt đi đó, vô bổ và có thể gây ảnh hưởng về nhậu xỉn ở rất nhiều người, thì bà đem nó để bán để làm các cái sản phẩm làm nón bằng lon bia, và làm các cái sản phẩm mang tính cách là tiếp thị và quảng cáo khác. Còn các cái vật được xem như là vô dụng vẫn được sử dụng tái tạo trở lại để tạo ra đồng tiền. Rồi từ đó bà đã nảy ra một ý niệm là tạo ra các con heo công đức. Sở dĩ mà các nhà chùa thường tạo các hình thức heo công đức đó, là bởi vì đó, nếu dành cơ hội phát tâm cúng dường cho một đại gia thí chủ nào đó thì những người Phật tử còn lại sẽ mất cơ hội giao phúc và giao đức. Cái mặc cảm về giàu và nghèo có thể xuất hiện giữa những người đồng đạo với nhau. Cho nên khắp nơi trên thế giới, nếu quý vị đến các ngôi chùa, chúng ta thấy các chương trình tạo ra heo công đức nó diễn ra ở nhiều hình thái khác nhau. Chẳng hạn như là những ngôi chùa Po ở Bangkok, người ta đã làm ra một hình thái phát tâm cúng dường, đó là cúng cho chùa một mái ngói thay vì vận động trùng tu ngôi chùa bằng những lời lẽ rất là khéo léo. Thì đây người ta chỉ nói là cúng một mái ngói công đức. Cái mái ngói đó đó nó có cái giá trị từ zero cho đến là vô cực. Quý vị có thể cúng một tờ check trị giá là 1 tỷ đô la hay là một đồng xu, thậm chí là cái giá trị tiền tệ thấp nhất ở trên cuộc đời này, người ta vẫn bán cho mình. Rồi quý vị cầm cái mái ngói đó để lên trán và nguyện cúng xây dựng cái ngôi Tam Bảo, nơi tạo ra giá trị tâm linh và phước báo cho bá tánh và muôn người. Với cái tâm thành đó là chúng ta đã gieo được một cơ hội để trồng phúc. Cũng ngay cái ngôi chùa có tượng Phật nhập Niết Bàn thu hút rất nhiều du khách này, thì người ta đã làm các cái lọ tròn tròn như cái bát á, của các nhà sư. Thì cái bát đó là một cái đơn vị đông đo về cái khả năng ăn, làm thế nào để đủ sức khỏe tu tập hành trì, thì nó đã được sử dụng bằng một cái nghệ thuật phát sanh và có ý nghĩa rất hay. Đó là cái bát công đức, cái bát tạo ra các giá trị phước báo cho bản thân. Người ta đã đổi cái tiền sử dụng thiệt bằng những cái đồng tiền công đức. Dĩ nhiên là đồng tiền đó nếu ăn trộm có ăn cắp đi cũng không xài đâu được hết. Thì chúng ta có thể mua 100.000 đồng, 200.000 đồng hay là đến mấy triệu đồng, rồi chúng ta thải vào từng cái bát công đức
khi chúng ta đi nhiễu quanh Đức Phật đó nhiều vòng khác nhau. Đây là những cái cơ hội, những cách thức tạo phước báo, gieo trồng công đức cho người tại gia rất hay. Còn đối với người Tây Tạng đó, cái nghệ thuật tạo heo công đức đó, nó có một cái giá trị đặc biệt là không đụng đến đồng tiền mà liên hệ đến cái quá trình tu tập của bản thân. Các hành giả khi hành trì thần chú án Ma Ni Bát Di Hồng đó, thì họ nêu ra một quyết tâm là đi và niệm ví dụ như là 1000 biến đó, thì họ mới cầm cái viên sỏi được trì thần chú này đặt ở một cái địa điểm cố định để làm cái dấu chỉ. Và đi quanh năm suốt tháng nhiều lần như vậy á, thì họ sẽ tạo ra một cái khối đá, và khối đá đó được gọi là khối đá công đức. Sau khi hoàn tất cái lễ phát nguyện rồi thì họ mới hồi hướng toàn bộ cái khối đá công đức được tu trì với niệm thần chú từ lúc dấn thân tu tập cho đến bây giờ cho một công trình từ thiện nào đó. Thì cái giá trị tâm linh á, trong sự hồi hướng công đức của những người Tây Tạng nó diễn là mức độ ảnh hưởng và lan rộng cao hơn là các hình thái tu tập của những phần quần chúng Phật tử còn lại từ trong thế giới này. Có nhiều người dùng nghệ thuật thư pháp viết câu thần chú án Ma Ni Bát Di Hồng bằng một sự trì chai giữ giới sắc kim mặt. Họ viết ở trên giấy, họ cuốn lại thành một viên pháo, chỉ như pháo không có thuốc. Rồi họ cuộn tròn các cái viên pháo công đức từ việc trì thần chú và viết thư pháp này. Khi nghe ở bất cứ chỗ nào bắt đầu xây dựng một ngôi chùa có những cái tháp, thì họ đem đến cúng dường và chuyển hết tất cả những phước báo công đức mà họ làm được đó cho bá tánh và tất cả chúng sanh. Và giá trị của sự gia trì này nó mới diễn ra ở một mức độ lan rộng hơn chưa từng có. Đó là những nghệ thuật để tạo ra những con heo công đức. Vì đó quý Phật tử đừng có sợ là không có tiền làm công đức, chỉ cần có cái tâm, chúng ta chỉ cần dành những bậc cắt đến lúc đó, vứt đi chỗ này bỏ chỗ kia quên trở thành vô dụng, hay hoặc là những cái phần rác rưởi, những bộ quần áo cũ mà mình không xài được hay đều vứt đi vào trong sọt rác, bán nó đi tạo ra một cái đồng tiền nho nhỏ và bỏ vào trong con heo công đức, và chúng ta nêu quyết tâm là lấy cái này làm từ thiện xã hội thì phước chúng ta có rất nhiều. Có nhiều bà mẹ thương con cháu, ngày nào cũng tốn 5-10 ngàn để mua một tấm vé số, cầu nguyện với trời với Phật ngày và đêm, nếu tôi trúng số thì tôi sẽ mua một ngôi nhà 3 tầng lầu cho con của mình, tôi sẽ mua một chiếc xe hơi, một cái tivi, nói chung là mong cho con cháu mình được hưởng giá trị hạnh phúc của đời sống vật chất. Năm chài dày tháng trúng số thì không thấy mà thấy trúng gió. Cầu nguyện riết mà không được, riết là chán luôn, chai liền. Cảm thấy rằng là mọi thứ nhân quả không linh. Nếu như chúng ta biết cái hình thái tạo heo công đức nhỏ nhỏ của Phật giáo làm á, lấy 5000 đó bỏ vào ống heo, cúng dường ngôi tâm bảo và hồi hướng cho đứa con của mình, thì con của mình đưa một phần công đức mình hưởng được 6 phần. Có nhiều Phật tử chúng tôi quen biết ở bên Úc tạo heo công đức cho con em của mình hay lắm. Đứa con mới sanh ra được 3 tháng tuổi thôi, đến chùa nghe giảng. Sau đó đó, cầm đồng tiền nhét vào trong bàn tay của đứa con và tạo ra cái thế hoa sen và tập cho nó cái động tác cúi xuống và nắm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin cúng dường thầy. Dĩ nhiên là người cha người mẹ cúng dường, nhưng mà người con vẫn được hưởng ké công đức bằng cái hành động, mặc dù nó chưa có đưa cái cơ hội để tự phát tâm. Làm như vậy thì cái hình ảnh ban tặng ra cho người khác, dâng hiến cho người khác, giúp đỡ người khác, nó được gieo trồng trong tâm thức của đứa bé. Và sau này đó, khi nó trở thành những đại gia giàu có đó, cái tấm lòng cao thượng và giúp đỡ người nó đã có sẵn. Chúng ta biết cách tạo công đức và phước báo cho con em của mình thì chúng ta làm bằng cách thức như vậy. Khi con em bắt đầu có tuổi, bắt đầu có nhận thức, chúng ta đưa tiền cho nó làm. Và dĩ nhiên khi quý vị đi làm công tác từ thiện xã hội đó, thì đừng bao giờ ăn mặc sang trọng, ăn mặc một cách lè phè bình thường thôi, để mình dễ dàng dấn thân. Chứ đi làm công tác từ thiện xã hội mà son phấn áo dài sang trọng thì làm sao dám làm, không ạ? Và dẫn con em của mình theo, để mình vừa làm và buộc con em của mình cùng làm. Nó không có tiền nhưng nó có công sức. Mặc dù lúc đầu nó làm nó thấy mỏi mệt, nó than vãn,
và về sau này ta thấy nỗi đau của con người quá lớn, sự giúp của những người đồng loại giống như những giọt nước rải vào trong sa mạc, từng giọt bốc khói, về sau này nó có tiền nó sẽ biết tiện tặng, xài đúng nơi đúng chỗ và làm việc phải thì nó không bao giờ tiếc nuối. Chúng ta tạo cho nó một gia tài phước báo, một công đức như vừa điêu, thì con heo công đức này nó sẽ làm cái dù che cho chúng vượt qua sự gian khó trong cuộc đời. Chứ thương con mà không biết cách đó, sẽ làm cho chúng bị tổn phúc như những câu chuyện vừa nêu. Trường đại học Arkansas ở Hoa Kỳ đã lấy con lợn làm biểu tượng cho sự sung túc và phát triển, và mong rằng là tất cả các sinh viên học sinh sau khi ra trường thì tiền vào như nước mà ra như tên giọt, tiền vào như là tảng đá mà ra như những hòn cát. Tức là biết đầu tư và đầu tư các phương pháp để giá trị đầu tư này nó tạo ra các giá trị kinh tế ngày càng lớn, ngày càng mạnh, và tiêu xài nó một cách đúng phương pháp. Vì ý niệm của một cái logo cho một cái trường đại học lấy hình ảnh một con heo với cái cách tạo phúc và vun trồng kiểm phước như vậy, chúng tôi nghĩ rằng đó là một sáng kiến rất độc đáo. Không biết là ông hiệu trưởng của trường đại học mới xây dựng này đó có phải là một Phật tử hay không, như cái ý niệm ông ta làm từ một cái con vật bị các cái nền văn hóa văn minh và tôn giáo trên thế giới này rất là khinh thường, vì nó gắn liền với sự dơ dái, nó gắn liền với tiêu thụ, nó gắn liền với những gì thấp kém nhất trên cuộc đời, mà vẫn có được những giá trị tham khảo về tâm linh và công đức. Triết lý về con heo bắt nguồn từ những cái nhìn rất đơn giản nhưng có giá trị như thế này. Kính chúc năm mới Đinh Hợi với nhiều lợi lạc, phước lộc họ tròn đầy, và mọi ước nguyện sẽ được thành tựu để quý vị có nhiều cơ hội gieo trồng nhiều con heo công đức cho gia đình và cho tha nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.